Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án sàn PP. Sàn PP này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái dự án sàn PP này nhé. PP thì nó sẽ sử dụng nền tảng HecoChan của Huobi các bạn nhé. Vì thế cho nên là các bạn sẽ phải có HT. HT là một con sàn, quay sàn, quay của sàn Huobi. Vì thế cho nên là các bạn sẽ phải đầu tiên là các bạn sẽ phải có một cái ví MetaMask add cái mạng HecoChan các bạn nhé. Đấy thì bạn nào mà chưa có ví Meta, chưa có cái ví này và các bạn chưa có add mạng HT này, đây, Huobi HecoChan này thì các bạn sẽ phải tìm lại cái video của mình nhé. Mình có một cái video ở trên kênh của mình về cách add mạng HecoChan các bạn nhé. Thì bạn nào mà chưa 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 biết cách add mạng thì các bạn vào đây để add mạng nhé. SEOchan. Đấy, các bạn cứ search trên kênh của mình là có ở đây nhé. Hướng dẫn add mạng ở đây có hết rồi nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình HT. HT thì các bạn có thể chuyển từ sàn ba Huobi lên nhé các bạn nhé. Nó y chang như cái mạng BSC và nó dùng HT để làm phí. Phí bên HT này còn rẻ hơn rất là nhiều nhá. Đấy, còn rẻ hơn ở bên BSC nhiều. Thì các bạn sẽ yêu cầu các bạn sẽ có một tài khoản Huobi Global. Nếu các bạn có chưa có tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký cái tài khoản ở trên sàn này nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ có thể chuyển tiền vào USDT hoặc là ETH, BTC vào để các bạn có thể mua HT. HT thì bên HT này thì có một cái nữa là nó cái min rút của nó khá là cao, không biết bây giờ nó đã hạn chế chưa. Xuống rồi mọi người ạ. Bây giờ các bạn chỉ còn 2 HT, tức là các bạn xài khoảng 50 đô la là các bạn có thể rút được rồi. Ngày trước nó yêu cầu mình phải 10 đồng cơ mọi người. Ôi sợ chưa? Nó yêu cầu mình 10 HT cơ. Hôm trước mình dip 10 HT sao đó. Đấy, cho nên là mọi người tích vào cái HecoChan nhé. Heco. Sau đấy các bạn dán cái ví vào đây, ở dưới là amount, tức là các bạn sẽ điền vào cái số dư mà các bạn muốn gửi đi. Sau đấy thì mọi người sẽ quay lại cái ví của mình, chọn cái mạng HeobiAsiochan thì vẫn là cái ví này thôi. Mọi người điền vào đây. Đấy, điền vào đây các bạn cho cái coin này lên. Đấy, phí thì nó là khoảng 0,0088 nhé. Thì các bạn ấn vào withdraw thôi nhé. Khi mà nó lên đây rồi thì mọi người sẽ thấy là cái dự án PP này thì đã list ở trên sàn, nó list ở sàn HO các bạn nhé, nó list ở sàn HO rồi, đây HO Exchange nhé các bạn nhé. Thì nó list ở trên sàn HO và đang giá nó khoảng gần 2 đô la một đồng, có lúc nó lên cũng đến 4-5 đô la một đồng mọi người nhé. Thì dự án này thì nó sẽ cho các bạn farm này, staking này, pool này, có cả NFT, các bạn có thể mua NFT và những cái dự án IDO. Thì mình đang có là khoảng 52 PP, nếu mà các bạn chưa có PP thì các bạn sẽ phải mua PP. À, đầu tiên là các bạn sẽ phải chọn cái ấy để đào đấy chứ. Mọi người sẽ phải chọn là các bạn đào cái gì, phải không? Các bạn ấn vào farm thì nó sẽ có rất là nhiều đồng coin để cho các bạn farm ở trên này. À, nếu bạn nào chưa connect ví thì các bạn ấn vào connect cho mình nhá. Đấy. Tiếp theo là các bạn ấn là ở đây các bạn thấy là nó ở đây. PP USDT là khoảng 407% trên API là các bạn đây là cái phần trăm trên một năm các bạn nhé. Các bạn sẽ lấy cái tổng số này chia cho 12 tháng trên một năm thì các bạn sẽ ra một tháng các bạn nhận được bao nhiêu phần trăm ấy. Đấy. Tiếp theo là các bạn thấy ở bên dưới này nó sẽ có những cái phần trăm ở đây. Đấy, nói chung là các bạn đào cái con này là cao nhất này. PP USDT nhá là cao nhất. Đấy. Nếu mà các bạn không muốn thì bán HT ấy thì các bạn sẽ tại vì là nếu mà các bạn đào PP USDT thì nó cũng ít dao động hơn các bạn ạ. Nó ít dao động hơn là các bạn đào PP HT. Tại vì nếu mà HT nó xuống và PP nó xuống đấy thì các bạn sẽ mất rất là nhiều. Đấy, nếu mà các bạn ở trên này các bạn đào USDT thì nó sẽ giữ giá phải không các bạn? USDT thì nó ví dụ các bạn có 50 thì nó cứ mãi ở 50 thôi, nó cũng không lên. Còn nếu mà các bạn mua HT ấy, ví dụ bây giờ các bạn mua HT khoảng 28 đồng đi mà HT nó lên khoảng 70 đồng đi, thế là các bạn đã lãi nhân đôi rồi nhá.
Tiếp theo là các bạn đào lại được lãi nữa. Còn cái PP này ví dụ các bạn mua 2 đô nhưng sau đấy nó lên 4 đô thì các bạn cũng nhân đôi tiếp. Đấy, nói chung là nó còn tùy vào cái tăng giá với các thứ ấy, nhưng mà mình thấy cái sàn này khá là ok nha mọi người nhá. Đấy, mình đã đào rồi thì bây giờ là mình tháo pu ra để hướng dẫn lại cho mọi người đó. Đấy, nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn ấn vào phần exchange nhé. Các bạn vào phần exchange để các bạn mua. Các bạn sẽ sử dụng HT để các bạn mua cái đồng mà các bạn muốn đào. Đấy, ví dụ các bạn HT ở đây mà các bạn muốn mua về PP nhé. Các bạn muốn mua PP đi. Đấy, thì các bạn ấn vào PP. Ở đây các HT thì ví dụ các bạn mua 2 đồng HT thì các bạn sẽ được bao nhiêu PP. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ được là 29 PP. Đấy, thì các bạn phải để nhá, đối ứng ví dụ các bạn ở đây có 2 đồng thì các bạn sẽ mua chỉ mua 1 đồng thôi. Các bạn sẽ phải để lại 1 đồng để các bạn đối ứng nhá. Tức là các bạn 50 PP và 50 HT để đào. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải bỏ ra một ít để các bạn gọi là cái gì nhỉ? Gọi là các bạn để ra một ít để các bạn làm phí. Đấy. Ví dụ ở đây các PP của mình đã có là 52 đồng. 52 đồng thì các bạn tương ứng là khoảng 3,6 PP, à 3,6 HT thì mình sẽ bán một ít đi. Mình sẽ bán khoảng 12 coin. Đấy, mình sẽ bán khoảng 12 coin đi. Sẽ ấn swap sang. Tại vì là cái HT của mình nó ít quá ấy, thì mình phải chuyển sang HT một ít. Tại vì là cái phí ở bên HT khá là rẻ nha các bạn nhá. Mình thấy là phí bên HT rẻ. Đây là 0,0001. Đấy, và cũng nói chung là cái mạng cũng rất là nhanh mọi người nhá. Đấy, PP thì cũng đã list ở một số sàn trên nền tảng của Hobby Asuchan như kiểu Modex. Modex có list rồi, list trên Modex hoặc là Banh Được Phi. Đấy, thì các bạn đã bán ra rồi nhá. Thì bây giờ là các bạn đã có HT và PP. Thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào pool để mình add liquidity. Ở đây thì là các bạn sẽ ấn chọn ở bên dưới là PP. Ví dụ các bạn ấn mark PP là chúng ta sẽ cung ứng đối ứng của nó là khoảng 2,79 HT. Đấy, thì các bạn ấn vào supply nhé. Để các bạn đào. Các bạn làm những cái coin khác thì các bạn cũng làm y như thế này thôi. Nhưng mà các bạn phải để một ít lại PP, để một ít lại HT để làm phí nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà các bạn trộn thành công rồi ấy, thì các bạn chờ một ít nữa thì nó sẽ trừ ở đây. Đấy, khi các bạn trộn thành công rồi thì các bạn sẽ quay lại phần farm. Đâu rồi? Đây, các bạn sẽ kéo xuống dưới, các bạn chọn cho mình là H, đây nhá, PP và HT. Thì sau đấy các bạn ấn vào add và các bạn đây, các bạn cót fin lên thôi. Đấy, các bạn ấn cót fin. Các bạn cót fin xong là nó tự đào thôi nhé các bạn nhé. Rồi, ok. Như thế là nó đã ok. Thì đây là nó đào này. Thì sau đấy là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có phần PP ở đây này, earn này, là nó sẽ chạy ở đây này. Đấy, nếu mà các bạn muốn rút nha. Các bạn muốn rút thì các bạn vào đây để harvest. Còn nếu các bạn không muốn làm cái này nữa, không muốn đào nữa, các bạn đào chuyển sang con khác thì các bạn ấn vào unstake nhé. Các bạn ấn unstake và ấn mark lên và ấn vào cót fin là nó sẽ về, nó sẽ trả về. Nhưng mà các bạn sẽ phải vào trong cái phần exchange để tháo pool nhé. Gọi là các bạn gọi là gì nhỉ? Dump out xong bây giờ bắt đầu đi tháo out này. Đấy, các bạn vào pool. Thì khi mà các bạn tháo ở bên kia ấy thì nó sẽ về đây. Nó sẽ hiện ra đây thôi. Tại vì là lúc nãy mình chưa tháo mà cho nên nó không có ở đây nữa. Các bạn hiểu không? Thì bây giờ là các bạn có ở đây thì các bạn ấn vào đấy nó no nhá, tại vì mình chưa tháo mà. Khi mà các bạn tháo bên kia xong thì nó sẽ có ở đây. Khi có ở đây thì các bạn sẽ ấn vào mark và các bạn ấn vào remove đi là nó sẽ trả về PP cũng như là HT về ví cho các bạn nhé. Thế còn những cái khác các bạn đào các bạn cứ làm y nguyên như thế là được. Đấy. PP thì các bạn có thể trao đổi ở trên này luôn và nó sẽ các bạn có thể bán PP qua HT luôn. Sau đấy thì các bạn có thể rút từ đây về nhé. Các bạn chọn đây là chọn khoảng HT hoặc là chọn HUSD để các bạn chuyển về sàn Huobi để các bạn có thể bán sang Việt Nam đồng. Đấy là tùy các bạn nhé. Đấy, ok, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án các bạn có thể đào farm ở trên sàn PP, một cái sàn của nền tảng SEOchan của Huobi. Thì